Các thành viên của đoàn công tác cứu nạn quốc tế của Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sau khi đến thành phố Adana, đoàn tiếp tục đi xe đến điểm cứu nạn, cứu hộ cách 300 km, dự kiến đi 6 tiếng. Tuy nhiên do thời tiết xấu, tuyết rơi nhiều, đường khó đi nên phải 10 tiếng mới đến nơi. Sau khi làm việc với ban tổ chức, đoàn công tác của Bộ Công an được phân công cứu nạn cứu hộ tại một đống đổ nát có 15 người bị vùi lấp. Tình hình rất khó khăn, khối lượng công việc vô cùng nhiều. Cũng theo thành viên đoàn công tác, dù phải di chuyển liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, không có thời gian nghỉ ngơi nhưng ngay sau khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ. Đoàn được chia làm hai nhóm đi khảo sát, tiến hành cứu nạn, cứu hộ. Do khối lượng công việc lớn nên các chiến sĩ phải thay ca nhau thực hiện nhiệm vụ. Dự báo đoàn sẽ gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết lạnh, âm 10 độ C, lệch múi giờ và địa hình hiểm trở, điều kiện sinh hoạt khó khăn. Nhưng các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Việt Nam vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cần thiết, một lần nữa cho thấy Việt Nam thể hiện trách nhiệm quốc tế trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa đối với cộng đồng quốc tế. Đại diện ban tổ chức và đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đón đoàn cứu nạn quốc tế tại sân bay và chuẩn bị cho đoàn 3 xe ô tô. Tại đây, đoàn sẽ phối hợp với các lực lượng cứu hộ quốc tế đào bới, tìm kiếm dưới các đống đổ nát, các tòa nhà bị sập để tìm, giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất sáng ngày 6 tháng 2.